Sơ lược hình thành và gây dựng điểm nhóm tin lành Lại Sơn, khái quát. Hòn Sơn Rái thuộc xã Lại Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang, nằm trên vịnh Hà Tiên, giữa quần đảo Nam Du và đảo Hòn Tre, cách thành phố Rạch Giá 65 km về phía Tây. Sở dĩ hòn đảo có tên là Rái Cá, vì trước đây trên đảo có một loài cây tên là cây dầu rái mọc rất nhiều, như cây dùng để quét lên vỏ thuyền để chống nước biển ăn mòn. Nhưng cũng có ý kiến khác cho rằng, lúc trước quanh đảo có rất nhiều rái cá sinh sống. Năm 1777, khi Nguyễn Ánh chạy trốn quân Tây Sơn đến đây, có một con rái cá khổng lồ dâng hải sản lên cho ông, nên ông đặt tên cho hòn đảo là Hòn Sơn Rái. Hòn Sơn Rái sở hữu diện tích tự nhiên 11,5 km2, có 7 đỉnh núi nhấp nhô và được bao quanh bởi 6 bãi biển đẹp. Đất lành chim đậu. Từ một hòn đảo vắng hoang sơ đầu thế kỷ 18 đến nay, Hòn Sơn đã có hơn 2.400 hộ gia đình với 8.200 nhân khẩu sinh sống. Người dân chủ yếu sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt hải sản, đóng tàu, chế biến tôm, cá, mực khô và làm nước mắm. Giai đoạn trước năm 1975, một người đàn ông có tên là Huỳnh Văn Lạc đã dấn thân theo tiếng gọi của Chúa đến hòn đảo hoang sơ này, đem tin lành cứu rỗi cho đồng bào sinh sống trên đảo. Từ một công chức có cuộc sống đầy đủ và sung túc bên mái ấm gia đình tại Sài Gòn, nay là thành phố Hồ Chí Minh, ông Huỳnh Văn Lạc bằng lòng từ bỏ mọi sự để đặt chân lên đảo với một sứ mệnh Chúa giao phó cho cuộc đời ông. Hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Một phòng đọc sách tin lành được hình thành tại bãi nhà B ngày nay. Hằng ngày, ông nói về Chúa Giêsu cho mọi người trên đảo. Ai cũng gọi ông với một tên gọi thân thương trìu mến, ông Ba Tin Lành. Vì ông đi đến đâu, cũng chỉ nói về Đức Chúa Giêsu, đấng cứu rỗi duy nhất ban cho con người hưởng sự sống đời đời. Với niềm tin đó, ông đã tìm mọi phương cách để chia sẻ tin lành qua nhiều phương tiện, như thiết lập phòng đọc sách tin lành ngay trên đảo, dùng loa phóng thanh để chia sẻ các bài thánh ca, bài giảng tin lành cho cộng đồng. Đặc biệt, ông chú tâm nhiều đến các em thiếu nhi trên đảo, như chiên không có người chăn. Ông cần cù, tận tụy dạy dỗ các em những bài học trong kinh thánh. Hạt giống tin lành được gieo ra chắc có ngày kết quả như lời Chúa phán. Thì lời nói của ta cũng vậy, đã ra từ miệng ta thì chẳng trở về lúng nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc ta đã sai khiến nó. Ê-sai chương 55 câu 11. Trong số các em thiếu nhi tin Chúa đó, ông Ba Tin Lành chú ý đến một em thiếu nhi 12 tuổi có tên là Mai Hoàng. Ông Ba nhìn thấy đức tin thành thật nơi một người mà Đức Chúa Trời đã chỉ cho ông, và lòng ao ước hạt giống tin lành này sẽ trở nên ích lợi cho công việc Chúa tại hòn đảo nhỏ hoang sơ này. Sau năm 1975, năm 1976, ông Ba Tin Lành buộc phải rời đảo do nhiều yếu tố khách quan. Đây là điều mà ông không bao giờ mong muốn, bởi những kỷ niệm thân quen, những linh hồn chưa được cứu, còn sống động trong tấm lòng của người rao giảng tin lành như ông. Dù vậy, ông phải gạt nước mắt để chấp nhận trở lại đất liền, xa lìa hòn đảo thân thương đã ôm ấp ông bấy lâu, là nơi mà ông đã đánh đổi, chấp nhận từ bỏ chốn đô thành hoa lệ đến một nơi thiếu thốn mọi tiện nghi trong cuộc sống để hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời trên cuộc đời mình. Ông tự nhủ như sứ đồ Phao-lô: tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ. Philip chương 3 câu 8. Trước khi lên thuyền trở lại đất liền, ông Ba Tin Lành đã tìm gặp em thiếu nhi Mai Hoàng và trao cho em các tấm hình về đấng cứu thế. Không biết ông nghĩ gì và ao ước điều gì, nhưng trong những tấm hình đó có một tấm hình Chúa Giêsu và các môn đồ dự tiệc thánh. Hình ảnh đó làm cho một thiếu nhi non trẻ đã ấp ủ cưu mang một trách nhiệm, một sứ mệnh như là người kế thừa cho công việc Chúa tại Hòn Sơn. Năm 1985, thời gian thấm thoát qua nhanh, em thiếu nhi ngày nào được ông Ba Tin Lành tin cậy đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Cô gặp chàng thanh niên ngay trên hòn đảo này và hai người quyết định tiến đến hôn nhân.
Năm 1985, vợ chồng trẻ rời xa Hòn Sơn, xa quê hương đất nước để đến Úc Châu sinh sống. Cứ ngỡ thời gian và cuộc sống trôi nhanh, làm cho cô thiếu nhi năm nào quên đi đức tin của chính mình, quên đi những lời hứa nguyện và lòng khát khao yêu kính Chúa. Tại Úc, anh Tỷ và chị Mai Hoàng ngày càng trưởng thành trong đức tin và nhớ lại hình ảnh của ông ba tin lành năm nào. Tại đất khách quê người, Chúa ban phước cho anh chị, công ăn việc làm được thuận lợi, thịnh vượng và may mắn. Nhưng lòng ước ao không phải thu góp tích trữ tiền bạc của cải vật chất cho riêng mình. Anh chị ước ao có tiền để góp phần dâng hiến lo cho công việc Chúa ở khắp nơi, nhưng ưu tiên nhất vẫn là Hòn Sơn, một nơi mà hạt giống tin lành đã được gieo ra sẽ kết quả theo thời gian, dù cho sóng biển dập dồi, gió bão không ngừng. Tại nơi đó, Đức Chúa Trời sẽ làm cho lớn lên và kết quả như lời hứa của Ngài. Người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 7. Năm 1985 đến năm 2006. Hơn 20 năm, dù xa quê hương nhưng lòng vẫn hướng về Hòn Sơn. Ông bà Út Chừng là cha mẹ của chị Mai Hoàng đã tiếp nhận Chúa Giê-xu cho cuộc đời mình. Mỗi lần về Việt Nam, bà đi đến từng nhà, thăm những người thân trong gia đình, tiếp xúc với anh chị em trên đảo và chia sẻ niềm tin cho mọi người. Thời gian đó, ông bà Út cùng ông bà mục sư Trần Thành Lợi và các nhân sự tại Hội Thánh Bình Thủy, Cần Thơ đã đến Hòn Sơn âm thầm dạy dỗ lời Chúa cho anh chị em mình. Đến năm 2006, gia đình anh Tỷ Mai Hoàng đã quyết định mua một phần đất dâng cho giáo hội để làm nơi thờ phượng Chúa cho tín hữu tại Hòn Sơn. Thời gian đầu, gia đình anh chị Phan Thanh Dũng và mục sư Nguyễn Thiên Lực, mục sư Kim Hàn Quốc đã hết lòng cầu nguyện và tiến hành xây dựng ngôi nhà do bà Trần Mỹ Hiền, vợ anh Dũng đứng tên xây dựng. Việc đi lại khó khăn và đầy thách thức do sự am hiểu về đạo tin lành còn nhiều giới hạn trong nhận thức của con người nơi đây. Mặc dù vậy, công việc xây dựng một ngôi nhà với diện tích 6x10m đã được hoàn tất cách tốt đẹp. Sau khi mục sư Nguyễn Thiên Lực rời nhiệm sở tại Cù Là, công việc Chúa tại Hòn Sơn được trao phó cho mục sư Nguyễn Văn Ơn là trưởng ban đại diện tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2008-2016. Hội Thánh Rạch Giá cùng với Tôi Tớ Chúa thỉnh thoảng đến thăm, dạy dỗ lời Chúa và khích lệ các con cái Chúa tại Hòn Sơn. Công việc Chúa tại nơi đảo xa vẫn âm thầm trôi nhanh theo thời gian. Đức tin anh chị em tăng trưởng cách chậm chạp và hao mòn như mảnh đất nhiều gai góc trên nền đất đá sỏi khô cằn. Năm 2016, sau khi mục sư Nguyễn Bình Tín kế nhiệm chức vụ trưởng ban đại diện tin lành tỉnh Kiên Giang, thì mục sư tiền nhiệm đã trao trách nhiệm Hòn Sơn cho người kế nhiệm qua biên bản bàn giao ngày 8 tháng 9 năm 2016. Cầm danh sách tín hữu tại Hòn Sơn thật nhiều và đông, nhưng thực tế anh em sinh sống trên đảo chỉ đếm trên đầu ngón tay, do nhiều người đã rời đảo đi làm ăn phương xa, bỏ lại sau lưng đức tin non trẻ của mình. Năm 2016 đến năm 2024, khó khăn nơi nào cũng có, nhưng Hòn Sơn có những đặc thù riêng. Hòn đảo cách xa đất liền khoảng 65 km, việc đi lại phải tốn kém cả vật chất lẫn thời gian, đó là chưa kể đến những công sức phải đổ ra để đem một linh hồn về cho Chúa Giê-xu. Một câu hỏi của người rao giảng tin lành: làm thế nào để gây dựng đức tin cho tín hữu tại Hòn Sơn? Câu hỏi của Đức Chúa Trời vang vọng trong lòng Tôi Tớ Chúa và các chấp sự Hội Thánh Tân Hiệp: ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Tiếng đáp lời như Ê-sai năm xưa: có con đây, xin hãy sai con. Hành trình gây dựng đức tin cho con cái Chúa tại Hòn Sơn tiếp tục. Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa của Ngài như đã hứa với Giô-suê: ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se, ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. Giô-suê chương 1 câu 5. Hành trình đến đảo không còn khó khăn như xưa, nhưng lòng người còn ngại núi e sông. Chúa biết điều đó, Ngài đã ban cho Tôi Tớ Ngài lòng can đảm dấn thân, hy sinh mọi sự để tìm kiếm những con chiên lạc mất giữa thế gian mờ tối này. Trong hành trình đó, bàn chân các chấp sự và nhân sự Hội Thánh Tân Hiệp đồng bước đi theo tiếng gọi của Chúa với mục sư của mình.
Kinh Thánh chép, bàn chân của những kẻ rao truyền tin lành là tốt đẹp biết bao. Gia đình anh tỷ chị Mai Hoàng vẫn âm thầm khích lệ mục sư và anh chị em. Tạ ơn Chúa, chấp sự Hồ Văn Tiên được Hội Thánh công cử đến Hòn Sơn để chăm sóc thăm viếng các con cái Chúa mỗi tuần. Chấp sự Tiên hết lòng yêu thương anh chị em, hy sinh thời gian công sức của mình để giữ gìn đức tin cho các tân tín hữu trên đảo. Trong thời gian này, Ủy ban Y tế Xã hội Tổng Liên hội cũng đến giúp các căn nhà tình thương. Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng thứ nhất, Mục sư Trần Thanh Dũng, nguyên Ủy viên Tổng Liên hội và các nhân sự của Ủy ban đã đến hỗ trợ hết lòng cho các con cái Chúa, từng căn nhà, máy lọc nước, nhu yếu phẩm. Ủy ban Truyền giáo Tổng Liên hội, ban mở hội thánh mới CCC Việt Nam cũng âm thầm cầu nguyện giúp đỡ, đứng phía sau hỗ trợ cách hết lòng để đồn danh Chúa ra cho mọi người. Tạ ơn Chúa, sau 8 năm xin phép thành lập điểm nhóm, ngày 11 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Nhân dân xã Lại Sơn đã chấp thuận cho hội thánh đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung tại nhà ông bà Trần Trọng Khanh. Mặc dù căn nhà nhỏ chỉ đủ sinh hoạt trong gia đình, nhưng ông bà Trần Trọng Khanh đã vui lòng cho hội thánh mượn phòng khách để làm nơi thờ phượng Đức Chúa Trời hàng tuần. Chấp sự Bùi Trung Tránh và chấp sự Đoàn Anh Kiệt cùng với anh em chuẩn bị nơi thờ phượng Chúa tại nhà anh Trần Trọng Khanh. Các anh chị em được hướng dẫn những bài thánh ca, đọc bài tín điều các sứ đồ, bài cầu nguyện chung và hiểu biết lời của Đức Chúa Trời qua sự giảng dạy của tôi tớ Ngài. Anh em dần dần trưởng thành trong đức tin, trung tín hơn, tránh xa những tội lỗi cám dỗ mỗi ngày. Nhiều người tin Chúa, có người đã giữ được đức tin nơi Chúa Giê-xu, đời sống tâm linh được đổi mới, gia đình hưởng nhiều phước hạnh. Phần đông còn lại không giữ được đức tin mình nên đã từ bỏ và xa rời hội thánh. Dù vậy, Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những con người sẵn lòng cho Ngài. Công việc Đức Chúa Trời tại Hòn Sơn được vững bền theo thời gian. Tháng 6 năm 2023, Mục sư gửi đề nghị với Ủy ban Nhân dân xã Lại Sơn xin chuyển địa điểm sinh hoạt tôn giáo về nơi hiện nay với lý do trả lại nhà cho ông bà Trần Trọng Khanh và hội thánh cũng cần một nơi rộng rãi để tiện cho việc học kinh thánh và thờ phượng Đức Chúa Trời. Tạ ơn Chúa, đến ngày 6 tháng 2 năm 2024, Ủy ban Nhân dân xã Lại Sơn do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đã ký quyết định chấp thuận cho hội thánh được chuyển điểm nhóm về cơ sở hiện nay. Gia đình anh tỷ Mai Hoàng và anh chị Phan Thanh Dũng đã góp phần sửa chữa những nơi bị hư hại sau nhiều năm không sử dụng. Ban xây dựng hội thánh Tân Hiệp nhờ các anh em trợ giúp sửa chữa và hoàn thiện công trình cùng với anh Phan Thanh Dũng, chấp sự Đoàn Anh Kiệt, chấp sự Nguyễn Trung Hiếu, nhân sự Võ Công Huy Bình cùng với nhiều anh chị em khác đã vất vả trong những ngày qua để góp phần hoàn thiện nơi thờ phượng Chúa như quý vị đã thấy ngày hôm nay. Đến điểm nhóm Lại Sơn, chúng ta cũng nhìn thấy những bông hoa tươi thắm với những hàng cây xanh tươi đẹp là do công khó của ông bà Út Chừng và các con cái Chúa tại Hòn Sơn đã làm cho nhà Chúa thêm sắc màu yêu thương và hiệp nhất. Thật đúng như lời Chúa dạy, vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cô-rinh-tô nhất chương 15 câu 58. Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Mục sư và ban tổ chức chương trình lễ cảm tạ Chúa và công bố điểm nhóm tin lành Lại Sơn đã đến Hòn Sơn để chuẩn bị mọi việc trước khi chương trình bắt đầu. Hành trình đến đảo Hòn Sơn là điều tuyệt vời khi được tiếp đón tôi con Chúa và lãnh đạo chính quyền các cấp đến tham dự chương trình. Thật vui khi công việc Chúa được hình thành và phát triển giữa những khó khăn, thử thách và nhiều sự thiếu thốn. Đúng như lời Chúa, người trồng, kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Cô-rinh-tô nhất chương 3 câu 7. Hôm nay, ngày 24 tháng 4 năm 2024, niềm vui hòa lẫn những giọt nước mắt vui mừng đón nhận lòng thương xót của Đức Chúa Trời cho điểm nhóm Hòn Sơn. Mong tôi con Chúa nhớ đến Hòn Sơn, nhớ đến những con cái Chúa, nhớ đến những linh hồn chưa được cứu tại nơi này mà dâng lên Đức Chúa Trời ba ngôi lời cầu thay. Tạ ơn Chúa, thời gian đã qua nhanh, nhưng công việc của Đức Chúa Trời vẫn trường tồn mãi mãi theo thời gian. Không ai có thể trả nổi công khó của anh chị em, chỉ duy nhất Đức Chúa Trời đã hứa.
Ngài sẽ trả cho mọi người tùy theo công việc họ làm. Chúng con kính dâng lên Chúa sự vinh hiển và nguyện một lòng trung tín theo Ngài cho đến trọn cuộc đời. Thế hệ này qua đi, thế hệ khác sẽ tiếp nối công việc tại Hòn Sơn. Mong rằng mọi con cái Chúa hãy chung lòng, hiệp ý, yêu thương nhau để gây dựng Hội Thánh Lại Sơn ngày càng phát triển, nhiều người được cứu rỗi thêm vào Hội Thánh. Nguyện danh Chúa được tôn cao. Hallelujah! Chân thành cảm ơn quý tôi con Chúa đã góp phần gây dựng điểm nhóm Hòn Sơn. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước hạnh bội phần cho quý vị và gia đình. Hòn Sơn, ngày 24 tháng 4 năm 2024.